Granite là một tập hợp các khoáng chất có liên quan chặt chẽ với nhau tạo thành một nhóm. Nhóm khoáng vật này có tên là nesosilicate, có công thức hóa học chung là X3Y2CO43. Vị trí X thường được chiếm bởi các nguyên tố kim loại hóa trị 2 là canxi, magie, sắt, mangan, và vị trí Y thể hiện cho các nguyên tố hóa trị 3, nhôm, sắt, chrome trong một khuôn khổ bát diện hoặc tứ diện với nhóm CO4. Kết quả là loại đá quý này có hầu hết mọi màu sắc. Granite còn gọi là ngọc hồng lựu có lịch sử lâu đời. Nhưng người mua đá quý hiện đại có thể chọn từ một bảng màu phong phú của ngọc hồng lựu, không màu, xanh lá cây, cam, cam hơi hồng, đỏ tía bão hòa đến đậm nâu, đen và thậm chí một số màu xanh lam mồng kết kỳ có thêm phần lớn thành phần vanadi có trong cấu trúc của granite. Trong đó granite có màu đỏ là phổ biến nhất và màu xanh lam mồng kết hay blue granite là loại hiếm nhất. Granite thường được tìm thấy nhiều nhất trong thói quen tinh thể tứ diện, nhưng cũng thường được tìm thấy trong hình thang cũng như lục diện. Chúng kết tinh trong hệ lập phương, có ba trục đều có độ dài bằng nhau và vuông góc với nhau. Granite không có bất kỳ mặt phẳng phân cắt nào, vì vậy khi chúng bị nứt vỡ dưới tác động căng thẳng, các mảnh sắc nhọn, không đều, hình nón, được hình thành. Tất cả các granite về cơ bản có cấu trúc tinh thể giống nhau, nhưng chúng khác nhau về thành phần hóa học. Và chúng có khả năng thay đổi màu sắc khi đặt trong các môi trường ánh sáng khác nhau. Có hơn 20 loại ngọc hồng lựu, được gọi là các loài, nhưng chỉ có 5 loài trong số chúng là quan trọng về mặt thương mại. 5 loại đó là pyrope có màu đỏ, cam, đỏ tím, hồng, đỏ đen và không màu. Almandine còn được gọi là almandite có màu đỏ sậm, nâu đỏ, đỏ violet và đen. Spessartine có màu đỏ cam, nâu cam, nâu đỏ và nâu. Rosulua có màu đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, trắng và không màu. Và andradite có các màu vàng, vàng lục đến xanh lục bảo, xanh lục đậm, nâu, nâu đỏ, vàng nâu, xám đen, đen. Nhiều granite là hỗn hợp hóa học của hai hoặc nhiều loài granite điển hình như blue granite có chứa bao gồm cả pyrope và spessartine. Một số loại granite đặc biệt và quý hiếm điển hình như blue granite và sphalerite có giá trị cực kỳ cao thì đã vượt qua ngưỡng không đơn thuần chỉ là món đồ thương mại nữa. Granite là một trong những loại đá quý lâu đời nhất được biết đến. Nó là một viên đá đại diện sinh birthstone của tháng riêng và nó được kết hợp với các cung hoàng đạo là Maget và Bảo Bình. Theo truyền thuyết của người Do Thái, Noe đã mua ngọc hồng lựu cho ác để sử dụng nó như một nguồn ánh sáng. Cũng vì lý do này, các du khách mang theo ngọc hồng lựu để hướng dẫn họ trên hành trình của họ. Viên đá thường được sử dụng bởi Anglo-Saxon và Viking như một lá bùa hộ mệnh trong các trận chiến vì họ tin rằng nó cải thiện khả năng chiến đấu của họ. Kích thước lớn hơn cũng được coi là hiếm ở một số giống. Ngọc hồng lựu hình sao hoặc ngọc hồng lựu có tiểu hành tinh 4 tia rất hiếm và có thể xuất hiện trong các loại đá không trong suốt. Rất khó để xác định ngọc hồng lựu, do đó người mua nên yêu cầu chứng nhận xác thực trước khi mua. Ngọc hồng lựu khoáng chất thường được tìm thấy trong đá biến chất và ở mức độ thấp hơn là đá magma. Hầu hết các ngọc hồng lựu tự nhiên được phân vùng theo thành phần và chứa tạp chất. Cấu trúc mạng tinh thể của nó ổn định ở áp suất và nhiệt độ cao. Do đó được tìm thấy trong đá biến chất tướng phiến lục bao gồm đá phiến nai, đá phiến sừng và đá phiến mica. Thành phần ổn định ở điều kiện áp suất và nhiệt độ của lớp phủ trái đất là pyrite. Thường được tìm thấy trong peridotite và kimberlite cũng như các serpentine hình thành từ chúng. Granite độc đáo ở chỗ chúng có thể ghi lại áp suất và nhiệt độ của sự biến chất đỉnh điểm và được sử dụng làm khí áp kế và đo địa nhiệt trong nghiên cứu đo địa nhiệt xác định đường PT. Đường áp suất nhiệt độ, granite được sử dụng như một khoáng chất chỉ số trong việc phân định các isograde trong đá biến chất. Sự phân vùng và thể vùi thành phần có thể đánh dấu sự thay đổi từ sự phát triển của tinh thể ở nhiệt độ thấp đến nhiệt độ cao hơn. Granite không được phân vùng về mặt thành phần nhiều khả năng đã trải qua nhiệt độ cực cao trên 700 độ C dẫn đến sự khuếch tán của các nguyên tố chính trong mạng tinh thể, làm đồng nhất tinh thể một cách hiệu quả hoặc chúng không bao giờ được phân vùng. Granite cũng có thể hình thành các kết cấu biến hình có thể giúp giải thích lịch sử cấu trúc. Ngoài việc được sử dụng để xác định các điều kiện biến chất, ngọc hồng lựu có thể được sử dụng để xác định niên đại các sự kiện địa chất nhất định. Granite đã được phát triển như một máy đo địa lý UPB tính đến thời điểm kết tinh cũng như máy đo nhiệt độ trong hệ thống UTH. Thế cho đến nay là thời điểm làm mát dưới nhiệt độ đóng. Granite có thể bị thay đổi về mặt hóa học và thường biến đổi thành serpentine, tau và chlorite.